Xin chào các bạn, nhanh quá lại đến cuối tuần rồi và hôm nay thứ bảy 20 tháng 7 chúng ta hãy cùng nhau tổng hợp lại và cập nhật những tin tức hot nhất và không thể bỏ qua trong ngày hôm nay nhé. Từ nhiều ngày nay, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, tại khu vực Hà Nội đã mưa rất nhiều trong nhiều ngày nay và sáng ngày hôm nay 21 tháng 7 đã có một cơn mưa rất lớn khiến cho nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước và nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ và người dân di chuyển và đi lại rất khó khăn. Hơn 10 giờ sáng thì mưa đã giảm nhưng mà vẫn còn dày hạt, lượng mưa đo được vẫn tiếp tục tăng trên toàn thành phố. Và theo như công ty thoát nước tại Hà Nội thì lượng mưa lớn nhất tập trung tại khu vực Bắc Thăng Long, Thanh Xuân và Hà Đông, các điểm úng ngập và động nước xảy ra tập trung ở khu vực Hoàn Kiếm, Tây Hồ và quận Đống Đa với mức ngập bình quân từ 0,15 đến 0,3 m và lượng mưa này của toàn thành phố thì đã vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước tại Hà Nội. Đến 11 giờ trưa ngày hôm nay thì mưa đã giảm hẳn, tuy nhiên thì lượng mưa do quá lớn từ trước đó nên là tình trạng ngập nước vẫn diễn ra ở nhiều nơi và dự báo là mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới tại Hà Nội. Tin tức tiếp theo, vào đêm ngày hôm qua 20 tháng 7 tại khu vực Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, tại tòa nhà HH021C vừa xảy ra một vụ án vô cùng đau lòng và cũng đặc biệt nghiêm trọng. Hai cháu bé đã tử vong do bị siết cổ và người đã hành động mất nhân tính như vậy không ai khác lại chính là mẹ ruột của một trong hai em. Nạn nhân chính là một bé trai 8 tuổi và một bé gái 6 tuổi. Ngay sau khi gây án thì lực lượng công an đã đưa người phụ nữ có tên là Hoàng Thị Sen, sinh năm 1985, quê tại Hưng Yên, hiện tại đang sinh sống tại tầng 16 của tòa nhà, về trụ sở để làm việc. Người phụ nữ này khi được đưa về trụ sở với tinh thần không được bình thường và hoảng loạn. Theo người dân thì khoảng 20 giờ cùng ngày, người mẹ này đã leo lên tòa nhà chung cư HH021B và có ý định tự tử nhưng đã bị người dân cùng lực lượng bảo vệ phát hiện và ngăn cản lại. Sau đó chính người phụ nữ này đã nói với mọi người rằng chị đã vừa tự tay giết chết con của mình. Và lúc đó thì sự việc mới được phát hiện khi mà lực lượng chức năng cùng người dân vào nhà của chị và phát hiện ra thi thể của hai cháu bé. Được biết chồng của người phụ nữ khi xảy ra vụ việc thì đã không có mặt tại ngôi nhà và ngay sau khi biết chuyện anh đã quay trở về nhà và người đàn ông này đã không khỏi suy sụp và mất tinh thần khi thấy thi thể của con trai và cháu gái mình. Anh này đã gào khóc thành tiếng và không ngờ rằng chính vợ mình lại là người có thể gây ra sự việc đau lòng như vậy. Và hiện tại nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Vào tối ngày hôm nay 21 tháng 7 thì đám cưới của Tú Anh và ông xã Thiếu Gia sẽ chính thức được diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo khách mời nổi tiếng và trong đó thì có các hoa hậu ví dụ như là Mai Phương Thúy này, Ngọc Hân, Thu Thảo hay là Đỗ Mỹ Linh, á hậu Hoàng Anh và Thanh Tú. Để thể hiện cảm xúc của một cô dâu sắp lên xe hoa về nhà chồng thì trước đó Tú Anh đã mượn lời trong một ca khúc vừa mới được phát hành của Tóc Tiên. Trên trang cá nhân thì người đẹp đã chia sẻ ảnh cưới của mình và kèm theo một dòng trạng thái cực kỳ ngọt ngào, đó chính là làm gì có ai thương em như vậy, có ai vẫn luôn ở đấy, đứng sau lưng em để những khi chơi vơi, mang bình yên chẳng mang gì xa xôi. Và Á hậu Việt Nam 2012 đã diện một chiếc áo dài truyền thống màu đỏ cho lễ bái gia tiên của mình. Và được biết chiếc váy cưới của Tú Anh sẽ diện tối nay cũng là một trong những thiết kế riêng mà người đẹp sẽ bí mật cho đến phút chót, như là một món quà của ông xã dành cho mình trong ngày trọng đại này. Liên quan đến vụ việc gian lận trong việc chấm thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2018, sau Hà Giang thì Lạng Sơn và Sơn La cũng nằm trong những tỉnh có điểm thi của các thí sinh vượt trội trên khắp cả nước. Sau một thời gian rà soát thì đến nay cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và tổ công tác đang tích cực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để xác minh và cũng như là làm rõ liên quan đến vấn đề này. Nghi vấn điểm thi bất thường tại Sơn La thì nảy sinh khi mà nghiên cứu phổ điểm của các môn toán và vật lý, rất nhiều thí sinh đạt từ 9 đến 9,8 điểm, cao vượt trội so với mặt bằng chung trên cả nước. Nhiều học sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Sơn La cho biết các em rất bất ngờ khi mà biết kết quả của rất nhiều bạn đồng khóa. Theo những học sinh này thì không đợi đến khi báo chí lên tiếng về nghi vấn điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Sơn La, mà ngay sau khi bộ công bố kết quả thì những bạn điểm cao bất thường tại tỉnh này thì đã nhận không ít gạch đá từ bạn bè. Thậm chí có nhiều em gần như trầm cảm và nhốt mình trong phòng và có nhiều người thì đã khóa Facebook. Hiện tại thì vụ việc vẫn đang trong quá trình rà soát và bộ vẫn đang chờ kết quả cuối cùng. Câu chuyện hiềm khích giữa Yến Trang và Thu Thủy trong nhóm Mây Trắng trước đây đã khiến cho không ít người tò mò. Tuy nhiên thì lý do cụ thể thì vẫn không được những người trong cuộc tiết lộ. Mới đây khi xuất hiện với vai trò là khách mời đặc biệt trong một chương trình có tên là Sao với Antifan thì Yến Trang đã lần đầu chính thức lên tiếng nói về những lý do của hiềm khích với Thu Thủy. Theo đó thì Yến Trang có thể nói chuyện làm bạn với tất cả những thành viên của nhóm Mây Trắng trừ Thu Thủy, vì Thu Thủy đã gây cho Yến Trang ấn tượng và suy nghĩ cũng như là thiệt hại về tinh thần trong suốt một khoảng thời gian tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Và Yến Trang thậm chí cũng đặt câu hỏi rằng nếu là bạn,
Bạn có nghĩ là mình có thể làm bạn hay là kết nối lại với một mối quan hệ như vậy không? Và thời gian gần đây thì rất nhiều người hâm mộ khi mà thấy bức hình chụp chung giữa Yến Trang và Thu Thủy thì nhiều người đã nghĩ rằng có lẽ là mối hiềm khích này đã được tháo gỡ và hàn gắn trở lại. Và tuy nhiên khi được hỏi thì Yến Trang đã thẳng thắn chia sẻ mà không hề ngần ngại. Đó chính là bức ảnh thì không nói lên được một điều gì cả. Và thậm chí cô còn chia sẻ rằng bạn là bạn, thù là thù, không bao giờ đội trời chung thì không bao giờ có chuyện hàn gắn cả. Và vừa rồi cũng là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay 20 tháng 7 mà Gặp Nhau Cuối Ngày muốn mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé. Chúc bạn ngủ ngon.